Đinh Dậu trước thì năm mới thầy xin đại diện Tam Bảo và cầu nguyện với Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp gia hộ cho tất cả quý vị sức khỏe được dồi dào, việc làm ăn, việc sinh sống được thuận lợi, học hành thì tiến bộ, gia đình thì an cư thịnh vượng và tất cả những gì quý vị ước muốn đều thành tựu được như ý. Nhắc đi như vậy. Trước khi quý vị đến để nhận lộc, thầy xin có một chuyện nhỏ xíu thôi. Có lẽ không có giảng, mệt có giảng gì nói. Nhưng mà có một chuyện này thầy mới nghe lén. Nghĩa là phải nói tới thầy mà hai người nói với nhau trong hai tuần trước. Có một người hỏi được cái gì, năm nay bà không gì được ăn không? Giá rẻ lắm, giá như ba rẻ lắm. Thì cô đó nói câu như vậy: quê hương thân nhân mình lúc nào mình cũng thương, và lúc nào mình cũng phải có bổn phận để mà giúp đỡ và hoàn tất những cái ơn nghĩa của mình. Mà mấy lâu nay tôi ở Mỹ thì tôi cũng đã hết lòng rồi. Bây giờ chỉ một việc mà tôi ưu tiên nhất, đó là tôi được đến nước Mỹ Puma, mọi đời sống, mọi điều kiện sống đều được đỡ. Cho nên bây giờ cái quan trọng nhất hiện nay của tôi là làm việc phụ sự để trả ơn với mình. Mọi người có cái nhìn khác nhau, có cái ý niệm, có cái quan điểm khác nhau, nhưng mà mình lấy cái quan điểm tích cực, đó là sống ở đâu làm việc phụ sự ở đó. Người Việt Nam có câu ăn cây nào rào cây đó. Trong đạo Phật cũng có câu sống trong thực tại, sống trong hiện tiền. Nghĩa là chúng ta ở đâu phải làm ở đó, phải sống ở đó, phải tích cực ở đó, phải đóng góp ở đó. Như vậy ai là người hưởng điều lợi? Chính chúng ta. Cho nên hồi nãy thầy nói chúc tất cả quý vị sự nghiệp tôi phát triển, học hành được tiến bộ, gia đình an hương thịnh vượng. Không ai cho quý vị bằng chính quý vị, bằng hành động tích cực vì sống trong hiện tại này, trong cuộc sống này, trong đất nước này, luôn luôn như vậy. Thầy chỉ có bao nhiêu lời hết. Và bây giờ có cái chuyện đó, tới đây để thầy phát đọc nha. Và lần nữa cảm ơn thầy quý vị. Chúc mấy nghe đó. Hai mặt nhiều không? Chúc mấy nghe biết. Đây. Quay, múc đâu rồi? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.